Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Win Movie. Sau nỗi thất vọng mang tên Red Tide ở hồi đầu, American Horror Story mùa 10 sẽ bù đắp cho các bạn bằng câu chuyện thứ hai, Death Valley. Dù không quá xuất sắc như những gì mùa trước đã đạt được, nhưng 6 tập sau thừa sức đá thủy triều đỏ ra chuồng gà. Đặc biệt còn ăn điểm ở hàng loạt thuyết âm mưu ảo ma, đảm bảo nếu đứng một mình một mùa, có lẽ cái kết của Death Valley đã chẳng hầm hiu tới vậy. Trong video ngày hôm nay, hãy điểm qua diễn biến phần kết Double Feature để xem thế lực phản diện của câu chuyện thứ hai đáng sợ tới đâu. Cũng bắt đầu ngay thôi nào, let's go! Năm 1954, tại Albuquerque, New Mexico, Maria Wyckoff đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối trong lúc con trai Timothy đang chơi ngoài sân nhà. Bỗng dưng, một cơn lốc xoáy tiến tới gần ngôi nhà của họ, cuốn trôi cậu bé Timothy. Tiếng nhạc là Maria chẳng để ý đến những gì đã xảy ra bên ngoài, đến khi phát hiện ra con trai cô đã bị nuốt trọn trong cơn lốc. Maria chạy vào nhà định gọi điện cầu cứu, nhưng chưa kịp quay số, giọng Timothy đã vang lên trong ống nghe. Mọi vật trong nhà như bị thứ gì đó điều khiển, ngay cả Maria cũng bị thổi bay lên trần nhà. Timothy bình thản bước vào giữa cơn hỗn loạn, đưa tay về phía mẹ và chỉ sau vài cái chớp mắt, hai đồng tử của cậu bé đã trở nên trắng dã. Tới lúc người chồng Charles trở về, chỉ thấy vợ lơ lửng giữa một đống hỗn độn. Maria mở mắt, để lộ cặp đồng tử không tròng đen và thổi bay đầu chồng chỉ bằng một cái hô tay. Cùng lúc tại Palm Springs, California, Tổng thống Dwight Eisenhower phải gác lại trận golf để nhận thông báo từ cấp dưới về vụ rơi vật thể lạ, nghi ngờ do quân đội Nga gây ra, buộc ông phải tới thăm dò tình hình. Phu nhân Tổng thống Mame Eisenhower tỏ ra nghi ngờ trước chuyến công tác bất ngờ của chồng. Bà liên tục tra hỏi Dwight tới cùng về mục đích chuyến đi, lộ rõ thái độ không tin tưởng. Tới hiện trường vụ việc, thứ đập vào mắt Tổng thống là những khối kim loại khổng lồ, xác một thực thể sinh học trông giống một đứa trẻ cũng được tìm thấy. Thế thôi đã là gì? Lúc sau, một người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, trên lưng chi chít những vết thương quái dị. Khi cô giới thiệu tên mình là Amelia, thì Tổng thống Dwight càng đứng hình vì cô giống hệt nữ phi công đầu tiên trên thế giới bay qua Đại Tây Dương, Amelia Earhart, cơ mà cô đã mất tích từ năm 1937. Và thế quái nào, Amelia lại được tìm thấy trong tình trạng này, đa vậy còn không hề già đi sau 17 năm mất tích. Dành cho các bạn nào chưa biết thì Amelia Earhart là một nhân vật hoàn toàn có thật. Bà đã một mình chinh phục Đại Tây Dương trên chiếc máy bay một động cơ Vega 5B của Lockheed. Tuy nhiên, Amelia và hoa tiêu Fred Noonan đã mất tích trong hành trình bay vòng quanh thế giới trên chiếc Electra L10E. Sự cố hàng không của bà đã đặt ra muôn vàn giả thuyết về tình báo, quân sự trong bộ máy của Tổng thống đương thời Franklin Roosevelt. Amelia được đưa tới bệnh viện và tường thuật lại tai nạn mình gặp phải. Máy bay của cô rơi xuống khi đang cố tiếp cận đảo Holland. Sau đó những gì cô nhớ được là có một thứ đã lấy máu và đưa vật thể lạ vào trong cơ thể mình. Nhưng Amelia không nói rõ về thứ đó mà hỏi xem mình đang ở đâu. Cứ ngỡ bản thân vừa mới trải qua vụ rơi máy bay, cô không tin Dwight là tổng thống vì ở năm 1937, Franklin Roosevelt vẫn đang đương nhiệm. Amelia bắt đầu hoảng loạn đi tìm hoa tiêu Fred. Do đó, các nhân viên y tế buộc phải tiêm thuốc an thần để trấn áp cô. Kỳ lạ hơn, theo giám định y khoa thì Amelia hiện đang mang bầu 2 tháng rồi. Quá nhiều nghi vấn đặt ra, tổ điều tra đành phải đợi xác nhận danh tính dựa theo vân tay trong hồ sơ của Amelia Earhart được FBI lưu trữ. Song song với đó là quá trình giải phẫu sinh vật họ tìm được ở địa điểm rơi vật thể lạ, hay có thể gọi là người ngoài hành tinh. Cơ thể này hoàn toàn không có nội tạng. Khi bác sĩ Tom ghé mặt vào quan sát, một vật thể từ trong khoang bụng người ngoài hành tinh nhảy bổ ra, bám vào mặt ông. Người đồng nghiệp cố lôi nó ra, cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự rồi cả hai bị nổ tung đầu. Tình thế bất ổn buộc phải đưa tổng thống đi, nhưng đầu của từng người trong đoàn hộ tống lần lượt phát nổ bởi những cú hoa tay của Maria đang từ từ tiến vào. Bằng quyền hành của mình, Joy đứng ra thương thỏa với Maria để cô ta ngừng việc giết chóc lại. Cơ mà nghĩ gì Maria nghe theo, cô còn ra điều kiện ngược lại luôn chứ. Tại thời điểm năm 2021, hãy làm quen với nhóm bạn 4 người của Carl Campbell. Tay bắt mặt mừng sau quãng thời gian dài không gặp, họ lên kế hoạch cắm trại cùng nhau, cũng như chia sẻ về những khủng hoảng đang gặp phải, như việc Kendall đang kiệt sức giữa việc theo học ngành y và giúp mẹ chăm sóc người bố mắc ung thư, hay cô bạn Jamie vừa mới chia tay đang mắc chứng dị ứng với nòng nọc thể lỏng. Nhưng được cái mối quan hệ giữa Carl và Troy đã được update từ bạn cùng phòng sang người yêu, họ chỉ mải mê nói về chuyến dã ngoại tới một hoang mạc. Cũng chẳng hiểu sao bốn chiến thần lại cho rằng không mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào là cách tận hưởng chuyến đi trọn vẹn nhất. Chắc tại đầu óc sinh viên trường top nó vậy. Thực ra idea này của Kendall khởi xướng, đúng là người thông minh có khác. Chuyến cắm trại cũng diễn ra suôn sẻ trong ngày đầu tiên, nhưng tới ngày tiếp theo, không hiểu kiểu gì hồ nước chỗ họ bỗng dưng cạn trơ đáy. Nghĩ rằng đang đi lạc đường, định quay trở lại thì một mùi thối rữa bốc lên nồng nặc. Vốn là sinh viên y khoa, Kendall mau chóng nhận ra đó là mùi tử thi, chạy đi kiểm tra thì bốn cô cậu phát hiện cả một đàn bò nằm chết la liệt, con nào con nấy bị xẻ dọc cơ thể một cách sắc lẹm, không chút nhăm nhỏ.
Kendall hiếu kỳ chạm vào một con bò thì lập tức đồng tử của nó hoạt động trở lại và cất tiếng kêu, cả nhóm tán loạn bỏ chạy, quyết định pack đồ rời khỏi nơi quỷ tha ma ám này để tìm đến thị trấn gần nhất. Dù đã tối, nhưng chả ai dám ngủ lại sau những gì vừa chứng kiến nên vẫn đánh liều lái xe xuyên đêm trên đường đèo. Người tính không bằng trời tính, chiếc xe chết máy giữa chốn đồng không mông quạnh, một luồng sáng trắng từ trên cao chiếu về phía họ, mang theo một sinh vật kỳ lạ tới gần chiếc xe. Những chiếc xúc tu tràn vào trong xe, cuốn lấy bốn người bạn, không gian chỉ vào những luồng sáng. Khi nhóm bạn tỉnh dậy, tất cả những gì họ nhớ được là thứ ánh sáng đã chiếu vào xe. Chiếc xe cũng đã khởi động lại bình thường, nhưng Jamie đã biến mất. Họ vừa nhận ra điều đó thì Jamie lại xuất hiện ngay trước mũi xe, suýt bị tông trúng. Paul và Kendall đưa cô bạn thân lên xe và tức tốc rời đi chứ quá mệt mỏi rồi. Sau một hồi định thần, cả bố đều phát hiện ra chỗ ngồi của họ trên xe bằng cách nào đó đã bị hoán đổi cho nhau, trong khi Jamie lại bị lôi ra ngoài. Qua những trải nghiệm chẳng đáng nhớ gì cho Cam, Kendall gọi điện cho anh bạn trai Adam kể lẻ sự tình, thậm chí còn cho biết những gì xảy ra có phần tương đồng với chương trình ghi lại thông tin về người ngoài hành tinh. Nghe vậy, Adam chỉ khuyên cô nên dành thời gian tĩnh dưỡng. Cùng lúc cơ thể Kendall bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ, mệt mỏi và buồn nôn. Trùng hợp cả cô bạn Jamie cũng vậy, y như cảm giác ốm nghén cô gặp phải năm 19 tuổi. Dù không muốn tin, nhưng khi kiểm tra trên que thử thì mỗi cô hai vạch đỏ chót, mọi thứ rõ ràng rành. Jamie suy luận cả hai đã bị Troy và cô gây mê lừa vào trong, nhưng Kendall lại cho rằng đó là cái bẫy của người ngoài hành tinh. Nghe thì ngáo đời vậy thôi, chứ giả thiết của Kendall cũng chẳng sai đâu, vì chính hai anh bạn kia cũng gặp phải biểu hiện nôn mửa không khác gì. Họ tìm đến nhà Kendall và thông báo tình hình ốm nghén của bản thân. Sai vào đâu được nữa khi chính hai anh chàng được dựa cũng dính bầu, chẳng hiểu cắm trại healing kiểu gì mà cả bốn đều hai vạch thử thai thì đến chịu. Quay về năm 1963, Dwight Eisenhower lại đi đánh golf, nhưng giờ đã hết nhiệm kỳ rồi, đang đi chơi với cựu phó tổng thống Richard Nixon. Nixon cứ liên tục phản đối dự định tiết lộ về hiệp ước với người ngoài hành tinh cho tổng thống đương nhiệm John Kennedy. Nhưng Dwight để ngoài tai vì kiểu gì Kennedy chẳng biết về khối ngân sách chi cho hiệp ước. Đã thế còn bồi thêm cho Nixon biết rằng cay cú về mất slot nắm đầu Nhà Trắng nên khó chịu với Kennedy chứ gì. Cứ như vậy, hồ sơ về hiệp ước được Dwight mang tới cho Kennedy cùng với Nixon theo sau. Trái với sự phẫn nộ của đương kim tổng thống trước sự thật 5.000 người Mỹ mỗi năm bị cống cho alien, Dwight lại cho rằng đó là cái giá để đảm bảo cho sự an toàn của 190 triệu người còn lại trên hợp chủng quốc Hoa Kỳ cùng với những công nghệ tối tân. Tuy thế, Kennedy vẫn không khỏi điên ruột trước việc giám đốc CIA hay bộ trưởng bộ quốc phòng đều nắm được sự tồn tại của hiệp ước, nhưng tổng thống đương nhiệm lại không hề hay biết trong suốt 2 năm tại vị. Vậy là ông ôm cục tức tới chỗ cô tình nhân Marilyn Monroe giải khuây. Hiệp ước với người ngoài hành tinh không khiến Marilyn ngạc nhiên. Bởi lúc bé, cô đã từng trải qua sự kiện kỳ quặc với con gấu bông trong đêm. Khi luồng sáng trắng bí ẩn chiếu vào phòng ngủ, cặp mắt của con gấu bông bỗng nhiên bị biến đổi. Mẹ nuôi không tin những gì Marilyn kể nên lấy cớ đầu óc cô chập chang để tống cô đi nơi khác. Nhận được sự đồng cảm từ nhân tình, cô đào ủng hộ Kennedy nói ra sự thật về hiệp ước cho người Mỹ. Rất nhanh, Dwight đã được Nixon thông tin về cuộc họp kín của Kennedy, thảo luận việc công bố thỏa thuận với người ngoài hành tinh. Không muốn trở thành tội đồ của nước Mỹ, Dwight và Nixon buộc phải tìm cách bịt cái mỏ của họ bối lại. Kết cục của Kennedy thì chúng ta đều biết rồi. Vụ ám sát không khỏi khiến Dwight day dứt về bản thân. Trái lại, Mamie chỉ chăm chăm tới mấy trò hội hè của bà ta, từng trở thành trò đùa cho truyền thông, cùng mối quan hệ chả mấy hòa khí với bà Jacqueline Kennedy, nên phản đối chồng gọi điện chia buồn với đệ nhất phu nhân. Rõ ràng, Dwight chả thiết tha gì cái trò giao kèo với người ngoài hành tinh này, nhưng vì lý do gì ông phải đi tới thỏa thuận. Vậy cùng quay lại 9 năm trước, Dwight đương nhiệm triệu tập các cố vấn để thảo luận về hiệp ước với Alien. Họ cho rằng đây là cơ hội hợp tác béo bở, chứ để đối thủ Nga ngố hững tay trên thì chỉ có nước ra bã. Đang đắn đo thì Maria lướt vào, mang theo cáp quang và thiết bị kháng radar giúp máy bay không bị phát hiện, công nghệ được người ngoài hành tinh phát minh. Một cố vấn không tin vào tác dụng của các công nghệ đó, nghi ngờ Maria là quỷ dữ nên định rút súng bắn. Nổ tung đầu không nói nhiều, ép buộc Dwight phải ký kết hiệp định la giống giữa con người và người ngoài hành tinh. Ý thức của Maria được trả lại, nhưng ngay lập tức đầu cô cũng nổ như pháo hoa. Sản phụ Amelia được cho biết đã qua đời, thai nhi đã sát hại toàn bộ nhân viên trong phòng hộ sinh. Trong nghịch cảnh đó, Dwight dũng cảm cầm súng tiến vào xử lý con quái vật. Đứa trẻ ngoại lai vừa trồi lên đã được cho ăn no nê kẹo đồng và chết luôn tại chỗ. Nhận thấy chồng đang phân vân trước quyết định hợp tác với người ngoài hành tinh, Mamie cho Nixon xem những nghiên cứu về Amelia, nhờ ông ta xúc tác chồng thúc đẩy ký kết hiệp định. Mày mê nói chuyện, Nixon còn cầm nhầm cả khăn tay của Mamie. Do đó, Dwight phát hiện ra sự nhúng tay của vợ trong lúc Nixon đang cố thuyết phục mình. Về tới nhà, ông sôi tiết trách móc Mamie vì đã phản bội lòng tin của mình, dám hất lẻo cả bí mật quốc gia, lại còn cho một kẻ Dwight chẳng ưa gì. Còn mẹ cũng chả vừa, cãi chồng chêm chèm trong khi mù tịt về quân sự, suốt ngày chỉ bày biện mấy trò tiệc tùng. Nói thế thôi chứ cố phu nhân ngoài đời không dở hơi như con mụ này đâu. À, chưa mối thâm thù với Jacqueline Kennedy ra. Dwight đâu ngờ vợ yêu đã bị alien chiếm hữu, đương nhiên là nhằm mục đích xúc tiến hiệp ước. Biết là rất mệt, nhưng một lần nữa phải mang các bạn tới năm 2021 khi bốn cô cậu sinh viên chở nhau đi khám thai.
Mới một đêm mà bụng bầu đã vượt mặt, để đỡ bị hỏi ra hỏi vào chỉ tổ rách việc, họ thống nhất tới phòng khám tư của bác sĩ Ras, nơi Jamie từng tới siêu âm. Jamie trong vai bà bầu khám trước, ba bạn còn lại đóng vai trò đi theo, chẩn đoán hai tim thai, nhưng khi bác sĩ nhìn kỹ, cô sừng sốt bỏ ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa khi Kendall thử siêu âm cho Troy vì bào thai quá sức dị dạng so với một đứa trẻ. Lo ngại đặt ra là làm thế nào để hai anh chàng hạ sinh được cục nọ này. Bác sĩ Ras nhận thấy điểm bất thường, liền gọi cấp cứu nhưng chưa kịp kết thúc cuộc gọi đã bị một gã mặc áo đen xử đẹp. Đám người tiêm thuốc an thần, không chê bốn bạn trẻ rồi đưa họ đi. Kendall tỉnh dậy đã thấy mình và các bạn ở trong trạng thái cố định cơ thể, xung quanh cũng là rất nhiều sản phụ khác giống họ. Cô lên tiếng đánh thức các bạn mình dậy thì bị một người trùm đồ trắng tên Thita ngăn cản. Trước sự hoảng loạn của Kendall, Thita hô tay một phát, thôi miên cô vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ bất đắc dĩ, Kendall được tới nhà ăn, hóng hớt được cuộc hội thoại giữa Steve Jobs và Calico. Steve Jobs đã qua đời trước đó cả chục năm, lại còn không bầu bí gì thì hẳn phải là người ngoài hành tinh rồi chứ không gì khác. Khó thế mà biên kịch cũng nghĩ ra được. Ba người bạn còn lại giờ đã tỉnh giấc và đi vào nhà ăn ngồi với Kendall. Bữa ăn của họ được phục vụ, cơ mà cũng có ra hồn đâu. Calico tí tọn bê ghế xong bắt chuyện. Bà này cũng chả bầu bí gì sất nhưng đã sống ở đây cả chục năm rồi và dĩ nhiên không có dấu hiệu lão hóa. Troy cảm thấy ghê tởm nơi này nên phát tiết với nhân viên phục vụ, điều đó khiến anh bị khống chế và lôi đi. Tỉnh dậy anh chàng đã thấy bị cố định trên bàn đẻ với đứa trẻ không ngừng cựa quậy trong bụng. Tita giải thích rằng sự sống sẽ tự tìm cách chui ra, xong cũng tháo mặt nạ để Troy nhìn cho bớt sợ. Đã sẵn cơn đau đẻ lại còn phải chiêm ngưỡng cái bản mặt quái thai của Tita, Troy chỉ biết gào lên tuyệt vọng. Do là năm 1954, cụ Troy đang đứng trước bản thỏa thuận với Alien mà đại diện chính là bà vợ Mamie. Một là ký, hai là tiễn vợ lên trời, khéo còn được đi theo luôn chứ chả phải tiễn nữa. Trước tính mạng của bạn đời, Troy buộc lòng phải thỏa hiệp với người ngoài hành tinh để bảo vệ Mamie. 3 năm sau, đám Alien đã cho bốc hơi 298 công dân Hoa Kỳ. Còn chưa hết hối hận trước quyết định của bản thân, Troy đã phải đau đầu với mối nguy mới. Valiant Thor, tên người máy được đối tác ngoài vũ trụ cử tới. Mục đích của Thor là tới giám sát quá trình phối giống giữa hai chủng loài, cũng như giao cho Nhà Trắng siêu phẩm mới giúp kết nối cả thế giới chỉ trong một thiết bị. Đến tối, Troy nghe thấy những âm thanh lạ và đi theo tới một mật thất bí ẩn trong Nhà Trắng, nơi nuôi nhốt những thí nghiệm của đám người ngoài hành tinh. Thor có mặt và giới thiệu về nơi này vốn là hầm trú ẩn cho các tổng thống khi bị đánh úp, nhưng bị đám người ngoài hành tinh độc chiếm làm phòng lab. Tận mắt nhìn những công trình quái đản vô nhân tính, Troy chẳng thèm giấu giếm sự hối hận vì đã bắt tay với chúng, cơ mà Thor lại chẳng biết thừa ra, thử không đồng tình xem chúng nó có ủi phẳng luôn 50 bang không. Sáng hôm sau, trong bữa sáng với vợ, Troy chia sẻ nỗi lo ngại phải sinh sống trên nền của một cơ sở nghiên cứu vô nhân đạo. Mamie chẳng mấy để tâm, nếu sợ thì Troy cứ việc bố trí một chỗ khác cho đám quái quỷ ấy làm thí nghiệm. Nghe cũng hợp lý nên Troy bằng lòng sang tên cho phía Thor mua cái sổ đỏ 15,2 nghìn hecta mang tên Area 51 để chúng tránh xa Nhà Trắng ra, chứ ai mà chứa chấp nổi. Và đương nhiên, vụ sang nhượng này được giữ bí mật. Area 51 trên danh nghĩa thuộc sở hữu của quân đội, chứ bên trong toàn là quái thai ngâm axit. Thế nhưng Troy đã được yên cái thân đâu. Chưa hết đau đầu với vụ sang nhượng, ông lại bắt gặp Mamie chơi thú nhún với Thor. Sốc quá nên té xỉu tại chỗ, mà tới khi tỉnh dậy, mụ vợ vẫn bình thản bao biện rằng bà chẳng làm gì sai cả vì Thor chỉ là robot, chưa kể Troy còn từng bồ bịch cái gú trong lúc tham gia chiến sự. Ông ăn trả bà anh em mọi người ạ. 5 năm sau, tức khi John Kennedy đang tại chức, Nixon cho Troy xem một đoạn phim Marilyn Monroe đang nói về người ngoài hành tinh. Biết ngay ông em đã hớt lẻo cho bồ nhí về bí mật quốc gia. Với cái đầu của Nixon thì vẫn cứ là thủ tiêu của ả cho đỡ làm chuyện thôi. Rất nhanh tay, cái chết của nữ minh tinh được dàn xếp như một vụ tự sát tại nhà. Sau vụ ám sát Marilyn, Nixon gọi điện nhắc nhở Kennedy giữ kín cái miệng vào. Ai dè chỉ tổ thôi thúc Kennedy công khai chân tướng vụ việc, thành ra Nixon và Troy lại phải xuống tay với ông ta. Sau John Kennedy, Lyndon Johnson lên nhậm chức và lại dây dưa với Thor cùng chuỗi thí nghiệm của Alien. Trở lại với quá trình đi đẻ của Troy, Tita đưa anh ta vào trạng thái bất động, chỉ có thể giao tiếp bằng tâm trí, bụng Troy bị rạch sống, bào thai bị lôi ra bằng tay không. Đứa trẻ chào đời khỏe mạnh nhưng không đủ tiêu chuẩn giống loài nên bị cắt cổ ngay trước mặt Troy. Một tuần sau khi sức khỏe đã ổn định, Troy hội ngộ với ba người bạn và kể họ nghe về toàn bộ trải nghiệm đi đẻ kinh hoàng. Carl nghe vậy muốn lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng Calico khuyên nhóm bạn bỏ đi là vừa vì chưa có ai thành công thoát khỏi khu vực 51 cả. Dần dần, họ sẽ quen với thân phận máy đẻ, rồi nhìn những đứa con bị xẻ thịt như chính cô đã trải qua. Để trấn an bốn bạn nhỏ, Calico dắt họ đi xem phim Trường Mặt Trăng, nơi màn kịch thám hiểm vũ trụ của Neil Armstrong được dàn dựng. Calico kể về việc đã chuốc say Neil Armstrong và Buzz Aldrin để khui ra bí mật của NASA, tuy nhiên lại bị tống tới khu vực 51, trở thành tử cung di động. Không lâu sau, Carl cũng trở dạ, Troy đã quyết định giúp bạn trai bí mật hạ sinh đứa trẻ và nuôi dưỡng nó. Địa điểm hộ sinh họ chọn chính là phim Trường Vũ Trụ, cặp đôi đánh cắp một chiếc dao mổ và đưa bào thai ra ngoài trong cơn đau tột cùng của Carl. Đứa trẻ ra đời khỏe mạnh khiến Carl và Troy không giấu nổi hạnh phúc. Phần cơ thể còn lại trong bào thai là một đám xúc tu ngoe ngoẩy, nhanh chóng chúng bám lấy đầu Carl cứng ngắc.
Năm 1972, Nixon cuối cùng cũng lết được cái xác vào ghế tổng thống nhưng lại chẳng được lòng dân. Biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam liên miên, thiếu điều dân Mỹ chưa nhai đầu Nixon thôi. Cơ mà có nằm mơ họ cũng chẳng ngờ, chiến tranh chỉ là màn kịch che đậy hiệp ước với người ngoài hành lang, đánh lạc hướng họ khỏi những cái chết bất thường do bọn chúng gây ra. Trả lời cố vấn an ninh Hoa Kỳ Henry Kissinger, Thor cho biết chương trình lai giống sẽ mất thêm 50 năm để đạt được kết quả. Với cái tình hình hiện thời của Mão thì chỉ tới năm 1973 đã bị đá thẳng cẳng khỏi Đông Lào rồi chứ đừng nói tới 50 năm. Vậy là thách thức mới được đặt ra. Sau chiến tranh thì Nixon cần nghĩ ra trò hề gì nữa để lấp liếm những cái chết mà đám sinh vật ngoại lai gây ra. Cuộc đối chất kết thúc, Harry lấy găng tay che bọng mắt rồi cáo lui. Ở lối ra, gã soi gương kiểm tra thì dưới mắt lộ ra một mảng da bò sát. Đồng tử bị biến đổi, cái lưỡi trẻ đôi cũng vò ra khỏi miệng như một con thằn lằn. Nếu tự hỏi cụ trai đang ở đâu mà để ông em làm hề trong Nhà Trắng thì lúc đó cũng mất rồi. Từ năm 1969, Trai đã xuống sức thấy rõ, ông được chăm sóc y tế trong bệnh viện. Theo dõi bản tin chiến sự khiến ông không khỏi lộn ruột trước đám họ bối, Trai hối hận về việc hậu thuẫn Nixon cũng như hiệp ước lai tạo đã ký. Nhìn thấy Kissinger lên sóng, Trai cũng nhận ra ngay sự khác thường trong mắt gã, nhưng Mamie vẫn vô tri nghĩ rằng chồng mình đang hoang tưởng. Paul cũng đến đề nghị cựu tổng thống tới Area 51 để chữa trị và kéo dài sự sống, nhưng Dry không thèm, phải nhìn cái bản mặt của Thor và đám ngoài hành tinh thì ông thà chết còn hơn, vậy là Dry chết thật. Mamie hôn từ biệt chồng rồi tuyên bố với Thor là bà không thích chết như vậy, tức là bà ta muốn bất tử. Quay lại với Nixon, nhận thấy địa vị đang lung lay và sợ bị Thor cho lên thớt, ông ta triệu tập Gordon Liddy nhằm tìm cách cài máy nghe trộm vào Thor. Nhưng rượu chè cho lắm vào lại tưởng kẻ thù đơn độc, gã nào có ngờ Mamie đã phơi bày toàn bộ vụ scandal Watergate của mình. Trên thực tế thì Nixon có dính líu tới vụ đánh cắp tài liệu và nghe lén ở trụ sở Đảng Dân Chủ. Đây cũng là quả phốt chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ thứ 37. Tới nước này thì cha nội chỉ biết cầu nguyện, chứ ngay cả cố vấn thân cận Kissinger cũng không cứu được. Đang quẫn trí thì một luồng sáng trắng bắt Nixon đi, ông ta bị đưa tới cơ sở thí nghiệm để tiến hành cấy giống trước khi chính thức rời ghế tổng thống vào năm 1974. Mamie sau khi ăn chơi nhảy múa đủ lâu, năm 1979, bà quyết định tự dàn dựng cái chết của mình để theo Thor đến Area 51 hưởng thụ cuộc sống bất tử. Bà ta thỏa sức bùng lụa tại đây bằng sự diêm dúa của mình đã thu hút sự chú ý của Calico và làm thân với cô. Còn nhớ Troy và Cole lúc trước rủ nhau đi đẻ không? Bây giờ cảnh vệ đang đi lùng cả hai đây. Nhưng tới trường quay thì cặp đôi đã đăng xuất rồi. Từ trên cao, đứa trẻ vừa chào đời lao xuống nắm đầu một nhân viên an ninh, khiến anh ta vô tình trở thành mục tiêu của đám cảnh vệ, cứ thế lăn quay ra chết cùng con quái thai. Thi ta có mặt và mang đứa trẻ đi, tiện tay xử luôn những nhân viên đã nổ súng bắn chết đứa trẻ. Vụ lục soát của cảnh binh đã xáo trộn khu vực 51. Kendall và Jamie không thấy tung tích của bạn mình đâu, liền tới phim trường tìm Cole và Troy. Nhưng đến nơi, hai cô gái sững sờ phát hiện bạn mình chết thảm. Cùng lúc, Jamie cũng lên cơn đau đẻ. Thi ta tới gây mê và đưa họ lên bàn mổ. Jamie hạ sinh một đứa bé nhưng nó lại không đạt yêu cầu nên cả mẹ cả con đều bị cắt cổ. Ngay sau đó tới lượt Kendall, nhưng bất ngờ thay, con của cô lại đáp ứng tiêu chuẩn sinh học của bọn dị hợm này. Những tưởng Kendall sẽ thoát, nhưng Thita say no, mụ ta cầm dao laser, cắt đầu Kendall và ghép cơ thể cô với một quả cầu. Mamie đang chán nản tổ chức sinh nhật thì hay tin đứa trẻ đạt tiêu chuẩn đã ra đời. Theo lẽ đó, bà tìm Thor dò hỏi thì được biết cơ thể của Kendall đã được nhân bản thành máy đẻ, số lượng F1 sẽ tăng lên và tận diệt nhân loại để thống trị hành tinh. Nhưng những cá nhân đặc biệt như Mamie sẽ được bảo toàn mạng sống. Đến giờ Mamie mới nhận ra tiếp tay cho Alien là một quyết định sai lầm. Thor động viên không phải hối hận làm gì, dẫu Mamie không phản bội giống loài của mình thì trái đất vẫn bị xâm chiếm thôi, bởi người ngoài hành tinh đã bắt tay với người bò sát để chia nhau quyền thống trị. Mamie đến phòng lab của Thita hỏi cho ra lẽ, nhưng có vẻ chính ả cũng chẳng biết đến kế hoạch của Thor. Vì thế Thita cho phép Mamie gặp đứa trẻ thành phẩm của Kendall cũng như cơ thể nhân bản của cô. Trong cuộc nói chuyện với Calico, Mamie tiết lộ toàn bộ chân tướng và lên kế hoạch phá đám âm mưu của Thor. Hai người ngấm ngầm liên kết với Thita, đề xuất ý định ngăn chặn Thor. Mamie gợi ý nên giải quyết đứa bé và cơ thể của Kendall, nhưng Calico lại không hề ủng hộ việc sát hại trẻ sơ sinh. Rất quyết đoán, Mamie cầm dao mổ định tiễn đứa trẻ. Nhưng hóa ra đó chỉ là phép thử của Thita, à thôi miên Mamie bất động và cho Calico quyết định quyền nuôi dưỡng những đứa trẻ, cô bằng lòng với trọng trách đó. Đồng thời, Thita kỷ niệm cho Mamie một màn pháo hoa từ chính đầu của bà, khiến Calico phát khiếp. Đứa trẻ tiếp theo cũng được sinh ra đời từ cơ thể Kendall, báo hiệu một chủng loài pha tạp mới. Sau 10 mùa với phong độ chập trùng, Double Feature đã chứng minh một sự thật rằng American Horror Story muốn hay thì một là phải cải cắm chính trị, hai là biên kịch phải chơi đồ. Chắc cũng tiếp thu ý kiến từ khán giả, tổ sản xuất đã kẻ lai mỏng hơn, nhưng đồng nghĩa với việc kịch bản cũng thiếu đi tính hấp dẫn. Cũng không trách được khi season 10 chịu ảnh hưởng từ đại dịch nên chất lượng giảm sút đáng kể. Vì vậy, hẹn cả nhà mùa tiếp theo NYC để xem nội dung có cải thiện không nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out!